Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng của một nhà thiết kế đình đám nước Ý nổi danh với những dòng sản phẩm về giày dép, túi xách và đồ trang sức hiện diện trên 70 quốc gia, nhưng không phải ai cũng biết cách mua hàng trực tiếp từ Mỹ chuyển đến Việt Nam để có những sản phẩm chất lượng, những sản phẩm chính hãng. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cụ thể. Thì các bạn có thể tìm kiếm trên Google cửa hàng này rất là dễ dàng. Đây, mình sẽ chút nữa mình sẽ gắn ở cái phần mô tả video này để cho mọi người tìm kiếm dễ hơn. Thì khi mà các bạn vào rồi thì các bạn có thể thấy đấy, ở đây là có những sản phẩm của đồ nữ, đồ nam này, và những cái sản phẩm khác thì các bạn có thể tìm hiểu, nghiên cứu, mua. Thì bây giờ mình sẽ chọn phần đồ nữ nhá. Các bạn có thể kích trực tiếp vào đây để tìm kiếm tất cả những cái sản phẩm, nhưng mà mình sẽ tìm kiếm riêng từng mục một. Ví dụ như ở đây mình tìm kiếm mục giày đi, giày sneaker này, thì mình kích vào phần này để tìm kiếm những cái sản phẩm giày ở đây để mình mua. Thì các bạn có thể thấy này, những mẫu mã của họ rất là bắt mắt. Đây là những sản phẩm cửa hàng này, những sản phẩm này dùng để diễn trên thảm đỏ cũng như là sử dụng trang phục thường ngày. Thì các bạn có thể thấy này, những dòng sản phẩm của họ là những dòng sản phẩm xa xỉ nên có giá rất là cạnh tranh với những cửa hàng khác như cửa hàng Gucci hay những cửa hàng mình có làm rất là nhiều trên kênh YouTube của mình. Các bạn có thể vào tìm hiểu, nghiên cứu. Có những cửa hàng giảm giá tới 70%, thậm chí là trên 90%. Rất là nhiều cửa hàng mình khi mà có những chương trình sale mình sẽ làm để cho mọi người vào các bạn tìm hiểu, nghiên cứu để mua những cái sản phẩm, tự mua được những sản phẩm giá rẻ chuyển đến Việt Nam. Thì ở đây, cửa hàng này thì các bạn có thể thấy này, rất là nhiều sản phẩm. Nhưng mà ở đây, cái mẫu mã của họ là những cái màu sắc tươi sáng, thì các bạn có thể tìm hiểu, nghiên cứu khi mà mua hàng ở đây. Thì ở đây là những cái sản phẩm của họ, thì các bạn có thể tìm kiếm kéo xuống, hoặc các bạn tìm kiếm ở phần bên này. Thì các bạn tìm kiếm được những màu sắc rất là dễ dàng ở bên này, các bạn tìm kiếm màu sắc này, hoặc các bạn chọn size ở đây để chọn những cái kích thước phù hợp với mình. Thì như vậy các bạn sẽ chọn lọc được khi mà tìm kiếm sản phẩm rất là nhanh. Đấy, thì khi mà các bạn tìm kiếm thì theo phương pháp như vậy. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm màu gold này, hoặc là kiểu dáng này. Thì khi mà các bạn chọn cái kiểu dáng nào các bạn mong muốn thì họ sẽ hiện ra. Đây mình sẽ, rồi mình áp vào đây là sẽ ra những cái kiểu dáng và màu sắc mình mong muốn. Thì ở đây có duy nhất một đôi này, thì là cái đôi mình đang tìm kiếm màu này. Hoặc như bây giờ các bạn, nếu như các bạn muốn tìm những cái sản phẩm khác thì các bạn cũng tìm tương tự như mình ở đây thôi. Kích vào màu sắc ở đây, rồi kiểu dáng, chọn size ở đây. Đấy. Còn bây giờ mình sẽ chọn một sản phẩm cho các bạn xem. Nếu như các bạn kích trực tiếp vào thì các bạn sẽ phải quay lại rất là mất thời gian. Thì các bạn nên mở ra một tab mới như mình này. Khi mà các bạn mở một tab mới như này thì các bạn có thể quay lại phần này và tìm kiếm mua thêm những cái sản phẩm khác rất là dễ dàng. Đấy là phương pháp của mình khi mà mình chọn sản phẩm ở đây. Như vậy thì mình sẽ chọn tiện lợi hơn. Thì ở đây khi mà mình đã kích ra một sản phẩm thì các bạn có thể thấy đây là thông tin về sản phẩm này. Thì còn phía bên này là những màu sắc khác của sản phẩm này, thì các bạn có thể đổi màu sắc tùy ý. Đấy. Đây mình sẽ kích thêm sang cả màu này cho các bạn nhìn thấy. Đấy. Sản phẩm này thì có 3 màu, còn ở phía dưới này là chọn size này thì các bạn có thể chọn size. Kéo xuống là rất là nhiều các góc độ sản phẩm này. Để các bạn theo dõi kỹ hơn, các bạn có thể kích phóng to lên sản phẩm lên. Phóng to để quan sát sản phẩm kỹ hơn. Còn bây giờ mua sản phẩm như nào? Bây giờ mình sẽ chọn size nhá. Rồi các bạn kích vào phần này để tìm kiếm mua sản phẩm thì kích vào đây luôn. Đấy, vậy là mình đã thêm một sản phẩm vào giỏ hàng rồi. Nhưng nếu như các bạn muốn mua những sản phẩm khác nữa thì các bạn sẽ quay lại phần này. Bây giờ quay lại đây, mình tìm bên phần đồ nam đi. Thì mình sẽ kích vào phần này, mình tìm kiếm những sản phẩm túi xách ở đây. Túi xách và những sản phẩm khác. Thì ở đây có những sản phẩm như mũ này, thì các bạn có thể tìm hiểu và nghiên cứu mua những sản phẩm như vậy. Và túi xách của họ này. Đấy, rất là nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn. Cũng tương tự như các bạn tìm kiếm sản phẩm kia, ở đây thì cũng có chọn màu sắc để các bạn tìm kiếm nhanh hơn và kích thước cho phù hợp này, kích thước của mũ. Đấy. Còn ở đây là kiểu dáng này, các bạn có thể chọn riêng sản phẩm. Ở đây thì mình sẽ tìm kiếm ví da, mình kích vào đây, chọn riêng sản phẩm ví da thôi. Thì mình sẽ ở bên này để họ lọc ra những cái sản phẩm của ví da, không phải là đi tìm rất nhiều sản phẩm ở kia thì sẽ rất là mất thời gian. Thì các bạn có thể thấy này, đây là những sản phẩm của họ. Đây chỉ có vài mẫu này thôi.
sản phẩm này thì không có nhiều mẫu. Thì mua sản phẩm cũng tương tự như mà các bạn, giống khi mà các bạn mua giày thì cũng kích vào sản phẩm thôi, rồi thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Đây, kích vào đây để thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Đây là những góc độ sản phẩm. Còn bây giờ mình sẽ quay lại đây. Nếu như các bạn muốn mua những cái sản phẩm khác thì các bạn có thể vào đây tìm hiểu, nghiên cứu. Như ở đây thì các bạn có thể mua những cái đôi giày dép phù hợp với mình, rất là nhiều mẫu mã phù hợp với các bạn. Đây, rất là nhiều sản phẩm các bạn lựa chọn. Hoặc các bạn kích vào phần này thì sẽ ra nhiều loại giày hơn để cho các bạn lựa chọn khi mà các bạn mua hàng ở đây, rất là nhiều. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cách nào để chúng ta có thể thanh toán tại cửa hàng này. Thì trước khi mà các bạn thanh toán thì mình khuyên tất cả mọi người nên tạo một cái tài khoản tại cửa hàng này để tiện cho việc theo dõi đơn hàng các bạn. Thì các bạn vào phần này, trỏ vào đây, rồi kích vào phần dưới này để tạo một tài khoản. Vì có thể nếu như mà các bạn không nhận được email cái mã số vận chuyển thì các bạn có thể trực tiếp vào tại tài khoản ở cửa hàng này, các bạn lấy cái mã số vận chuyển đấy ra, các bạn kiểm tra xem đơn hàng của mình đã được vận chuyển hay chưa và di chuyển tới đâu. Thì kích vào phần này để tạo tài khoản. Ở đây thì các bạn điền tên rồi email rồi mật khẩu ở đây thôi, rất là đơn giản. Vậy là mình đã tạo xong một tài khoản rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái giỏ hàng của mình nhé. Đây, mình kích vào phần này để mình quay về giỏ hàng của mình. Thì ở đây, nếu như các bạn muốn thanh toán trực tiếp bằng PayPal, các bạn kích trực tiếp vào phần này thì họ sẽ thanh toán luôn. Nhưng mà mình sẽ thanh toán ở phần dưới này để mình muốn thêm cái địa chỉ vận chuyển của mình vào đây để tiện cho lần sau mình thanh toán nữa. Như vậy mình sẽ không phải mất thời gian hơn. Thì ở phần này là đến phần vận chuyển. Thì cửa hàng này họ chỉ vận chuyển ở trong địa chỉ ở Mỹ thôi. Nếu như các bạn muốn mua hàng ở đây thì các bạn vận chuyển đến nhà, địa chỉ bạn bè người thân, hoặc các bạn nhờ các công ty vận chuyển, hoặc nhờ kho bên mình. Bên mình sẽ hỗ trợ bạn cái phương pháp vận chuyển trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam. Còn nếu như các bạn nhờ bạn bè người thân ở Mỹ nhận hàng rồi chuyển đến Việt Nam, như vậy thì các bạn sẽ bị mất 2 lần chi phí vận chuyển. Và khi các bạn nhận hàng tại Việt Nam thì các bạn sẽ bị mất thêm cái chi phí tiền thuế nữa. Như vậy rất là lãng phí. Còn nếu như mà các bạn nhờ bên mình mua hộ thì các bạn chỉ cần gửi ảnh, rồi bên mình sẽ báo giá cho các bạn đặt cọc thì bên mình sẽ vận chuyển hàng về trong vòng 14 ngày. Tới 1 tháng là các bạn sẽ nhận hàng tại Việt Nam và các bạn thanh toán nốt phần còn lại. Thì bên mình, giá vận chuyển của bên mình là 10 đô trên 1 cân. Và trong khi đấy các bạn sẽ không phải mất thêm cái chi phí tiền thuế khi mà các bạn nhận hàng tại Việt Nam nữa. Và có thể nếu như các bạn, mình sẽ tạo một cái kho hàng cho các bạn ở tại Mỹ, rồi các bạn quản lý cái kho hàng đấy, thì hàng chuyển về kho các bạn cũng sẽ biết là hàng về kho và các bạn vận chuyển ở Việt Nam. Và khi các bạn nhận hàng tại Việt Nam, các bạn cũng không phải trả thêm cái chi phí tiền thuế nữa. Đấy là những phương pháp vận chuyển của mình muốn hướng dẫn mọi người. Còn ở đây thì mình sẽ điền cái thông tin kho của mình vào. Ở trên kênh YouTube của mình có làm rất là nhiều các cửa hàng khác, thì các bạn có thể vào tìm hiểu và nghiên cứu. Rất là nhiều cửa hàng có những sản phẩm giá rẻ và có những sản phẩm cao cấp, rất là nhiều cửa hàng. Thì ở đây khi mà mình đã điền đầy đủ thông tin rồi thì mình sẽ lưu lại cái thông tin này để lần sau mình tiện mình thanh toán nữa. Thì như vậy sẽ rất là tiện lợi. Rồi, còn ở phần vận chuyển này thì cái phần vận chuyển này thì họ chỉ có một phương pháp vận chuyển duy nhất, đấy là phương pháp vận chuyển miễn phí. Thì mình cũng nói qua cho các bạn rồi, cái phần vận chuyển đấy thì các bạn nên chuyển về các công ty vận chuyển hoặc nhờ kho bên mình. Bên mình sẽ hỗ trợ bạn cái phương pháp vận chuyển về Việt Nam. Thì khi mà các bạn nhận hàng sẽ không bị mất thêm tiền chi phí tiền thuế ở tại Việt Nam nữa, thì sẽ không bị lãng phí. Còn đến phần này là phần thanh toán này. Nếu như các bạn mua hàng về địa chỉ ở Mỹ thì ở đây có hai phương pháp thanh toán chính. Thứ nhất là các bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, hai là các bạn thanh toán bằng PayPal. Thì ở đây, khi mà các bạn thanh toán PayPal cũng như thẻ tín dụng thì phải sử dụng bằng tài khoản của Mỹ. Các bạn sử dụng tài khoản Việt Nam, họ sẽ không chấp nhận cái đơn hàng các bạn. Khi mà các bạn mua hàng như vậy, họ sẽ hủy giao dịch. Thì như vậy các bạn sẽ không thể mua được. Đấy là những phương pháp vận chuyển. Còn nếu như các bạn nhờ bên mình thanh toán các cửa hàng lớn, kể cả
cửa hàng này với số lượng nhiều như Amazon, Overstock hay Walmart hoặc là rất là nhiều cửa hàng khác nữa. Các bạn nhờ bên mình thanh toán với số lượng lớn thì bên mình sẽ có giá tốt hơn giá trên thị trường cho các bạn. Thì khi mà mua hàng như vậy, bên mình sẽ thanh toán bằng gift card. Gift card một dạng thẻ quà tặng vì bên mình có nguồn gift card để bên mình thanh toán. Đấy, nếu như mà các bạn thanh toán ở đây thì có thể kích trực tiếp vào PayPal để ra một cái website PayPal để thanh toán. Còn ở đây thì mình sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thì mình sẽ điền thông tin của mình vào đây để mình thanh toán cái đơn hàng này. Vậy là mình đã điền đầy đủ tất cả thông tin rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy này, cái bên này là hai sản phẩm của mình đã thêm vào giỏ hàng để mình mua. Còn đây là cái chi phí mình phải thanh toán này, chi phí vận chuyển này, miễn phí rồi. Đấy, tổng tất cả đơn hàng của mình. Bây giờ mình cần kích ở đây thôi là cái đơn hàng này của mình sẽ được hoàn thành và họ sẽ vận chuyển cho mình trong vòng 1 tới 2 ngày. Và khi mà mình nhận hàng được ở tại Mỹ là rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 ngày và mình chuyển ở Việt Nam là mất khoảng hơn 10 ngày nữa. Thì nếu như các bạn có thắc mắc gì, các bạn hãy để lại comment phía bên dưới video này hoặc nhắn tin trực tiếp đến fanpage trên Facebook của mình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cụ thể hơn cái phương pháp thanh toán như nào, rồi tạo kho như nào ở Mỹ để các bạn quản lý hàng hóa khi mà các bạn chuyển Việt Nam. Còn bây giờ mình xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày tốt lành và mua hàng thành công.